Rồi quý vị ơi, tiếp theo là cái bonsai số 229, hai cây sâm ương 250 bao ship toàn quốc. Anh nào quen ship code là chuyển khoản nha quý vị. Rồi đây, hai cái dĩa đều là của Nhật hết nha quý vị. Đây có nhà nè, có cây nè, đó. Bên đây cũng vậy nha, có ông tượng luôn nè, dĩa chậu gì đầy đủ hết trơn luôn ha, cây tượng luôn ha, 250 bao ship luôn. Cái này là tôi làm bán nhân nghệ chơi thôi nha quý vị, chứ cái này cái công cán cực lắm, mà đóng gói cũng cực nữa nha, không có lời bao nhiêu hết, nhưng mà thôi tại vẫn bán cho quý vị dân nghệ đi đó. Chứ cái này quý vị tính đi giùm tôi đi nha, cái dĩa này nhiêu nha, cái nhà nhiêu nha, cái cây nhiêu nha đó, ông tượng nhiêu ha, mà bao ship luôn nha, nội mà tiền ship với tiền công của tôi là 70.000 rồi nha quý vị, cái thùng nữa nha. Rồi vậy xuống nha, kết thúc nha.